quay cái đảo trên. Đánh vô chỗ nào mà chìm nó nhỏ thôi, quay nó dễ được. Đây giờ bây giờ hướng dẫn đảo chìm. Lấy trên này đi. Bây giờ là đang chạy hướng này. Bây giờ chạy ngược lại. Rồi. Trước tiên là vô đây. Cho nó chạy trước. Cho nó chạy hết cái đó luôn. Cái này nó dễ quên lắm, vì mình xóa nó dễ quên lắm. Đây tới cái điểm cuối nè. Rồi bây giờ mình hốc vô đây. Vô cái điểm này là một đảo chìm nè. Rồi. Nó tự trả luôn về. Rồi bắt đầu. Để khỏi phải lộn á thì mình thoát ra luôn. Mình vô trong đây. Mình bấm cho nó về điểm cuối cùng. Để khỏi bị lộn. Rồi mình vô lại cái điểm đầu tiên là trên này. Rồi vô cái nữa là điểm đầu này. Rồi bắt đầu mình xóa. Mình vô cái mục xóa 540 tổng 2 tổng. Đó. Rồi bắt đầu. Đó 140 là có nghĩa là cái trình này số 140 là tất cả cái mũi này 140. Rồi bắt đầu xong rồi. Rồi xong rồi. Bây giờ mình xóa ra. Vô đây lại nè. Bắt đầu mình chạy lại nè. Đó, nó bắt đầu nó may ngược rồi, nó may ngược từ dưới lên nè. May nè. Không nè. Thoát ra hết. Xong rồi mình vô lại mình xóa. Mình đỡ lộn. Nói chung là mình đỡ phải con vân là mình phải. Nếu mà nằm ở con này đó. Cũng vậy luôn đúng không? Con này không phải, con này nè. Bây giờ mình muốn đảo trình phải không? Bây giờ mình cho nó chạy hết đi. Cho nó chạy hết một cái trình này. Bắt đầu đảo con này. Cuối nha. Rồi mình vô cái mục đảo trình. Mình bấm phát. Bấm thêm cái nữa. Rồi, cái mục góc hồi nãy đó. Bắt đầu mình vô đây. Mình chạy cho về cuối trình luôn. Nghĩa là được cuối luôn. Đó. Rồi mình vô lại cái mũi này, rồi mình vô lại mũi này. Mũi này là 140 mũi. Qua mũi thứ hai 140. Đây, đó, bây giờ bắt đầu mình mới xóa nè. Nó đỡ quên, nó đỡ rối. 130. 140 chứ. Đó, thấy không? Là bắt đầu từ đây, đã may xuống đây luôn. Mình thoát ra hết nhưng mà mình vô mình xóa lại mình cũng dễ nhớ hơn.